Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với One Way. Và trước mặt anh em thì đang là nhân vật chính của video ngày hôm nay, chiếc điện thoại gập Galaxy Z Flip 5, một trong những cái sản phẩm mới nhất tới từ nhà Samsung. Sở dĩ hôm nay mình muốn làm một video về chiếc điện thoại này bởi vì giá của em nó hiện tại đang quá ngon anh em ạ. Chỉ khoảng 15 triệu đồng thôi là anh em đã có thể sở hữu được một chiếc điện thoại gập cao cấp của Samsung rồi, mà hàng mới full box 256GB hẳn hoi luôn nhá. Có tin được không ạ? Nên nếu anh em quan tâm thì mình sẽ để đường link chi tiết của sản phẩm này ở dưới phần mô tả nhá. Vậy thì tại sao chiếc điện thoại này lại đáng mua ở thời điểm hiện tại, và cái số tiền mà anh em phải bỏ ra cho nó có đáng hay không thì hãy cùng One Way mổ xẻ trong video này nhá. Ok, triển thôi. Bên cạnh Galaxy Z Flip 5 thì iPhone 15 Pro Max duy nhất vào ngày 3 tháng 12 này cũng sẽ có một chương trình flash sale với mức giá ưu đãi chỉ từ hơn 31 triệu đồng, rẻ hơn cả Black Friday luôn. Đây là một dịp rất tốt để anh em lên đời máy, chuẩn bị đi chơi Giáng sinh, nên anh em đừng bỏ lỡ nhá. Còn bây giờ thì quay trở lại với nội dung của video. Và đầu tiên, đương nhiên rồi, điểm mạnh của một chiếc điện thoại gập nó luôn là cái yếu tố thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi trong mọi hoàn cảnh. Như kiểu bản thân mình đi thì là một người thích sở hữu những cái mẫu điện thoại nó nhỏ gọn một chút, có thể là đút vào túi áo này, đút vào túi quần này và mang đi một cách nhỏ gọn, thì chiếc Galaxy Z Flip 5 này hoàn toàn đáp ứng được những điều đó với cái cơ chế gập mở nó rất là linh hoạt. Và bên cạnh đó thì cái bản lề mới của chiếc Z Flip 5 này nó cho phép thiết bị được gập lại hoàn toàn luôn anh em nhé, không có bất kỳ một cái khoảng trống hay là kẽ hở nào khi mà gập màn hình lại. Và đây thật sự là một cái cải tiến rất tuyệt vời so với những cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Ngoài ra thì nó cũng đem lại một cái sự chắc chắn anh em nhé, mình gập mở ấy, thì nó cảm giác là rất là dễ dàng, trơn tru và hoàn toàn không đem lại cái cảm giác cấn rít. Và một điểm nhấn quan trọng nữa của chúng ta nằm ở đây, một cái màn hình phụ với kích thước rất là lớn và rất là khác bọt so với cái kích thước nhỏ trên những cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Chúng ta có màn Super AMOLED 3.4 inch với độ phân giải là HD+, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, giúp cho anh em có thể yên tâm hơn về độ bền của màn hình phụ. Và với kích thước lớn này, anh em không chỉ đơn giản là theo dõi thông báo, xem giờ hay là trả lời tin nhắn nhanh nữa, mà giờ đây anh em có thể xem video YouTube này, xem Netflix rồi tra Google Maps ở trên màn hình phụ luôn, nó rất là tiện. Đây cũng có thể coi là tác vụ mà mình yêu thích nhất, bởi vì khi mà đi trên đường ấy, tra map thì sử dụng những cái điện thoại nó có kích thước quá lớn nó sẽ rất là phướng víu, rất là khó chịu. Còn ở trên Z Flip 5 thì chúng ta hoàn toàn có thể tra map được ở trên cái màn hình phụ này. Thật sự nó rất là tiện luôn. Và đây là một cái điểm mà chắc chắn những cái mẫu điện thoại bình thường không thể nào làm được. Còn đối với màn hình chính bên trong thì cũng có chất lượng rất là tuyệt vời. Dynamic AMOLED 2X với kích thước là 6.7 inch. Bên cạnh đó thì cái độ sáng tối đa của em này nó là 1750 nits, cho ra cái chất lượng hiển thị nó rất là tuyệt vời, nên là anh em có thể sử dụng được dễ dàng ngay cả khi ở ngoài trời nắng nhá. Và bên cạnh đó thì với cái phần nếp gấp này, mình cảm giác là không có quá nhiều sự cải thiện so với Galaxy Z Flip 4, nhưng mà thực sự thì điều này nó cũng không quá đáng kể, nó cũng không quá đáng lo, bởi vì thực sự là cái nếp gấp này nó cũng khá là mờ thôi, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của anh em đâu. Ngoài ra thì do cái độ giãn về chiều dài của điện thoại nên mình cảm giác là xem những cái nội dung với màn hình dọc nó rất là sướng, chẳng hạn như là lướt Facebook này, lướt web này, lướt TikTok thì rất là ok. Tần số quét thì lên đến là 120Hz cùng với cái khả năng tái tạo màu sắc rất là tươi sáng, nên đây thật sự là chiếc màn tốt và có thể đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho anh em. Đồng thời thì anh em có thể tận dụng hai nửa màn hình để phân chia nội dung theo nhu cầu của mình, có thể là vừa lướt Facebook vừa xem YouTube chẳng hạn, rất là tiện. Chắc chắn là sẽ có lúc anh em có nhu cầu dựng điện thoại lên để xem video hoặc đơn giản là để chụp ảnh chẳng hạn, thì giờ đây không cần giá đỡ hoặc là chân đế nữa, anh em có thể giải quyết một cách rất là dễ dàng bằng khả năng gập mở đa dụng của Z Flip 5. Thú vị hơn nữa thì anh em có thể biến màn hình phụ ở dưới thành một chiếc trackpad như máy tính xách tay luôn, có thể di chuột này, nhấp chuột để chọn nội dung hoặc là cuộn qua nội dung bằng hai ngón tay. Và khi xem video, đây lại biến thành một cái khu vực điều khiển từ âm lượng, độ sáng đến các nút phát hoặc là chuyển tiếp nhanh, thực sự rất là tuyệt vời. Và ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng đi. Một cái điểm rất là đáng chú ý của nhà Samsung trong năm nay đó là toàn bộ những cái mẫu flagship của hãng này, từ dòng S23 cho đến những mẫu điện thoại gập thì đều sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Và chiếc Z Flip 5 này cũng không phải ngoại lệ. Và con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy thì không phải bàn rồi, bởi vì nó đã đem lại quá nhiều thành công cho Samsung trong năm nay khi được tinh chỉnh dành riêng cho những cái thiết bị của hãng. Hiệu suất thì được tăng thêm 35% và CPU được tăng 40% so với phiên bản Snap 8 Gen 1 tiền nhiệm. Nên để mà nói về cái hiệu năng tổng thể thì chiếc điện thoại này thật sự nó rất là mạnh mẽ và ổn định. Còn khi chơi game thì mình phải đánh giá bằng một câu, đó là chiếc điện thoại này nó không sinh ra cho mục đích gaming khi mà vẫn có những cái mặt hạn chế nhất định. Tuy nhiên thì những cái tính năng mà nó đem lại thì có thể thoải mái để cho anh em chơi game. Ví dụ như là chúng ta có một cái màn hình hiển thị đẹp với tần số quét lên đến 120Hz, nhưng kích thước hơi khiêm tốn với chiều ngang, ảnh hưởng một chút đến cái trải nghiệm gaming. Loa âm thanh nổi của chiếc điện thoại này cũng rất là tuyệt vời, nên anh em chơi game combat nhiều hay là các tựa game bắn súng thì bao phê luôn.
Tuy nhiên thì vẫn sẽ có hiện tượng nóng máy khi chơi các tựa game nặng và khá là hao pin, với dung lượng pin chỉ có 3700mAh mà thôi. Cái điều này thì thật sự là anh em cũng phải thông cảm, bởi vì để mà làm ra được một cái chiếc điện thoại gập nó nhỏ gọn như thế này thì các hãng sản xuất không thể nào đưa một cái viên pin với kích thước quá lớn vào đây được. Tuy nhiên thì anh em cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì tuy không sở hữu cái công nghệ sạc nhanh 45W như những cái dòng flagship cao cấp hơn, nhưng với cái công nghệ hỗ trợ sạc nhanh 25W ở trên chiếc điện thoại này thì nó cũng đã đủ dùng rồi, khi mà anh em sẽ chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng để có thể sạc đầy được từ 0% đến 100%. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với trải nghiệm về camera ở trên chiếc điện thoại này nhé. Thật sự là gần như không có thay đổi, không có cải tiến và nâng cấp gì so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy Z Flip 4 trước đây, nên mình sẽ không nói quá chi tiết nữa. Nếu anh em quan tâm thì có thể tham khảo ở video này, mình đã đánh giá chi tiết camera của Z Flip 4 nhé. Vẫn sẽ chỉ là cam góc rộng 12MP, cam góc siêu rộng 12MP và cam selfie 10MP thôi. Những thông số này thì cũng không có gì quá nổi bật, nhưng cái điều làm mình ấn tượng chính là những cái tính năng chụp ảnh rất là đa dụng của Z Flip 4. Với thiết kế gập này thì chúng ta có thể tận dụng các cái góc độ khác nhau của điện thoại để chụp ảnh hoặc là quay video, hay thậm chí là không cần phải mở điện thoại ra mà có thể chụp hình selfie bằng camera sau từ chính chiếc màn hình phụ này luôn. Nó rất là tiện lợi. Và ok, trên đây là những đánh giá tổng quan của mình về chiếc điện thoại gập Samsung Galaxy Z Flip 5. Để mà nói thì với mức giá loanh quanh khoảng tầm 15 triệu đồng thì đây là một cái thời điểm quá đẹp để có thể sở hữu được chiếc điện thoại gập cao cấp tới từ nhà Samsung rồi, khi mà nó có thể đem tới cho anh em những cái trải nghiệm rất là độc đáo và đa nhiệm ở trên cái cơ chế gập mở của mình. Thật sự là rẻ rất đáng với cái số tiền mà anh em phải bỏ ra để có thể sở hữu được nó. Và nếu như anh em quan tâm đến mẫu điện thoại gập Galaxy Z Flip 5 này thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên để lại cho OneWay một like và đăng ký kênh để kênh của bọn mình có thể tiếp tục phát triển và cho ra đời những video chất lượng hơn nữa nhé. Mình là Sơn Đỗ và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.